vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ý trời, cuộc đời kỳ lạ, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, suốt đời vất vả, bất ngờ từ 57 tới 70 tuổi, được hưởng lộc trời ban, may mắn bừng bừng, phúc lộc ùa về tới tấp, tiền quyển xếp ngập cửa nhà, phất lên sống cuộc đời giàu rực rỡ. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu, trời sinh mỗi người mỗi số phận riêng, không phải ai sinh ra trong nghèo khó sẽ nghèo khó mãi, cũng không phải ai sinh ra trong nhung gấm lụa là thì cả đời sẽ an nhàn, sung sướng, mà tất cả đều có sự luân hồi chuyển dịch giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, cũng nằm trong vận trình như vậy. Tử vi học có nói rằng, số người tuổi này được định sẵn là tuổi trẻ lam lũ vất vả đủ đường, nhưng chỉ cần có ý chí nghị lực vượt khó, thì từ 57 tuổi, nhất định sẽ gặt hái được quả ngọt, nhận lộc vàng trời ban, tiền bạc kéo về làm đâu thắng đó, đường đời sống thanh thang. Vậy vận trình cụ thể của người tuổi này sẽ diễn ra như thế nào? Từ diễn biến 57 đến 70 tuổi, có điều gì cần chú ý hay không? Thì ngay sau đây là lá số tử vi chi tiết. Xin mời quý vị hãy chú ý theo dõi. Đầu tiên, tử vi xin được gửi đến quý vị và các bạn bố cục của quẻ luận ngày hôm nay. Một đặc trưng tính cách vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968. 2. Vận mệnh người tuổi Mậu Thân 1968. Diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 57 tuổi tới năm 70 tuổi, trên từng phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe. 3. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Mậu Thân 1968. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968. Thân là con khỉ, thuộc con giáp đứng thứ 9 trong 12 con giáp phương Đông. Theo quan sát dân gian, vì vốn là loài vật rất thông minh, nhanh nhẹn. Vì vậy, người mang tuổi này được cho là nổi bật với tài trí, sự khéo léo linh hoạt và giỏi giao tiếp. Đặc biệt các mệnh chủ Mậu Thân 1968 mang mệnh Đại Trạch Thổ là những người tính tình kiên định. Họ không bị dao động trước những lời đàm tiếu hay gục ngã trước những khó khăn, luôn luôn tìm cách giải quyết công việc một cách nhanh nhất. Tuổi Mậu Thân thường là những người sống rất tốt, nhưng không giỏi biểu hiện ra bên ngoài, là tuýp người ham học hỏi và học rất nhanh. Những người tuổi Mậu Thân là những người rất thông minh, có tài ăn nói, ngôn ngữ, có tâm hồn bay bổng, suy nghĩ nhiều, nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc. Thế nên họ rất thích hợp với các công việc thoải mái, không bị gò bó bởi giờ giấc. Nếu sinh được giờ tốt, thì số lại là người có chức, có quyền. Người sinh năm 1968 thường bị xung khắc với người thân trong gia đình. Vì vậy, nếu muốn làm ăn, buôn bán lớn, nên tránh kết hợp với người thân, không được nhiều người yêu mến. Nhưng nếu ai hiểu họ thì người đó rất quý trọng và kính nể họ. Cuộc đời người Mậu Thân không quá giàu sang, nhưng cũng no đủ bậc trung, nên chú trọng làm việc thiện để tích đức lúc về già. Nữ giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời sung sướng và có nhiều điều tốt đẹp. Phần tiền vận có nhiều lao đao, thời kỳ hậu vận có lo buồn. Thời kỳ trung vận được hưởng nhiều sung sướng, phần gia đạo của nữ giới Mậu Thân được yên hòa. Nữ giới tuổi Mậu Thân có đường công danh chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Từ năm 40 tuổi trở đi, sự nghiệp của bạn được vững chắc, phần tiền bạc có nhiều điều tốt đẹp và dư dả cho cuộc sống. Nam giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời không được tốt đẹp vào thuở nhỏ, về thời kỳ trung vận thì được tốt đẹp và đầy đủ về tiền bạc. Cuộc sống vào thời kỳ hậu vận cũng được an nhàn đôi chút nhưng vẫn rất khổ tâm.
thời kỳ tiền vận cuộc sống lao đao, thời kỳ trung vận có kết quả về tài lộc, thời kỳ hậu vận an nhàn sung sướng. Vận trình vận mệnh của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch. Tháng 1 âm lịch là người hoạt bát năng động, tinh thần phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội xuất ngoại, khó tránh khỏi bệnh tật, ốm đau lặt vặt. Xem vận mệnh người tuổi Thân theo tháng sinh âm lịch, sinh vào tháng Giêng. Người này sức khỏe tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực. Tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người tuổi Thân sinh tháng này, nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc của con giáp này không tồi, song cũng vẫn có điểm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Tháng 2 âm lịch, người tuổi Thân sinh vào khoảng thời gian này, tính tình có phần cố chấp. Tuy được ơn trên ban phước, quý nhân độ mệnh, nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Tháng sinh này khiến cho bản mệnh tuy thông minh, đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực, cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều, nhưng quan lộc không bền, tại chức, tại vị không được lâu dài. Đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do tuổi Thân bị tiểu nhân quấy phá, tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, vậy nên mệnh chủ hãy nên thận trọng, cẩn tắc vô áy náy, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà bán đứng mình. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà gạt bỏ hết những nguy cơ tiềm tàng phía sau đó. Tháng 3 âm lịch, người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ. Gia đình có của ăn của để nên cũng hỗ trợ được phần nào. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, thuận lợi, gặp dữ cũng hóa lành, tiền đồ rộng mở, có thể theo nghiệp kinh doanh. Họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn, mà được hưởng hạnh phúc tiêu diêu tự tại. Con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên mình, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc. Sự nghiệp sẽ đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội, hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng tương kính như tân bên nhau bạc đầu dài lão. Tháng 4 âm lịch là người thông minh tài trí. Họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến. Tuy nhiên, làm việc để cảm xúc lấn át lý trí, nên hung cách đan xen. Cũng may có người giúp đỡ nên vận trình không quá sa sút, sức khỏe tốt, ít khi ốm đau. Có điều, người đầy phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình, có tài có chí, luôn chăm chỉ làm việc nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nghề nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện, cơm ăn áo mặc đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Tháng 5 âm lịch, mệnh chủ chịu nhiều vất vả trong cuộc đời cũng trải qua nhiều biến cố lớn. Họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên nhường dưới, biết tiến, biết lùi. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng phải chuyển khẩu thiệt thị phi. Người này tự lực, tự cường, không dựa dẫm vào ai, mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Ông trời chẳng phụ lòng người. Sự nghiệp của người tuổi Thân sinh tháng 5 âm cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của bản mệnh dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Tháng 6 âm lịch, tính tình thoải mái vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều, mà suy nghĩ lạc quan tích cực. Cuộc đời các hung họa phúc đan xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiển vinh phú quý. Người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, biết sống đủ với mình, nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định. Họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc không có gì phải tiếc nuối. Tháng 7 âm lịch, mùa thu hoạch,
nên cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo lắng gì nhiều. Sinh vào tháng này, người tuổi Thân biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật nhưng tài lộc không thiếu, cơm ăn áo mặc lúc nào cũng có. Tháng 8 âm lịch, sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô chừng, không phú quý thì hiển vinh. Người tuổi Thân sinh tháng 8 âm, trong năm trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp, thiên tư dĩnh ngộ, bản mệnh có tài có chí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người tuổi Thân sinh tháng 8 âm, được quý nhân phò trợ, bạn bè nâng đỡ nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn, cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp. Con cháu hiếu thuận, chăm ngoan. Tháng 9 âm lịch, mệnh chủ là người có tài, có tinh thần tự lập, lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn trắc trở, dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào. Chuyện thị phi đeo bám, may mắn kém phần, các hung song hành, có lúc thuận lợi, có lúc lại xui xẻo, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Cuộc đời bình phàm không có gì đặc biệt. Tuổi Thân sinh tháng 9 âm, vận mệnh thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được. Tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi, lại có ý chí phấn đấu. Song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường. Đôi khi họ thất bại là vì có chí nhưng không có gan thực hiện, chỉ chỉnh chu làm những việc mình biết mà không dám mạo hiểm. Có điều họ là những người có thiên hướng nghệ thuật, nếu phát triển theo hướng này và đào sâu nghiên cứu, thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn đáng ngưỡng mộ. Tháng 10 âm lịch, tuổi Thân sinh tháng 10 âm, thông minh đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, tinh thông kim cổ. Họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ, tuy nhiên, không dám mạo hiểm những gì mình đang có. Chính vì thế mà bản mệnh chỉ dám làm những điều quen thuộc, sống an phận thủ thường, không dám khám phá những chân trời mới. Thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu quyết tâm, chịu khó chịu khổ để lập nghiệp. Họ thích cuộc sống an nhàn, không sóng gió, không khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, tiềm ẩn dưới con người này vẫn là tài năng vượt trội. Nếu thuận thế theo kịp sự phát triển của xã hội, dám làm những điều mới lạ, dám chấp nhận thất bại, thì nhất định có thể làm nên chuyện trở thành người có địa vị trong xã hội và được nhiều người ngưỡng vọng. Tháng 11 âm lịch, cuộc đời phải trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay ưu phiền, tinh thần bất ổn, nhìn cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Tính khí có phần thất thường hay nổi nóng, nhưng tính thẳng thắn nên dễ đắc tội với người, lại càng hay gây chuyện tự tạo kẻ thù. Là người có tài năng, họ không sợ ác bá, cường quyền hay giúp đỡ người yếu hơn mình. Tuy nhiên, người này phúc mỏng, gia đình không đủ tiềm lực trợ giúp mà mọi sự phải dựa vào chính sức mình. Trung vận bắt đầu có may mắn, sự nghiệp khởi sắc dần, song cần chú ý, điểm báo cho thấy, khoảng thời gian này bản mệnh có họa sát thân, làm gì cũng phải thận trọng, cuộc sống hôn nhân cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, song cuối cùng vẫn được viên mãn, sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận tốt đẹp, an nhàn hưởng phúc. Tháng 12 âm lịch, khi trời lạnh giá khiến cho con người mất cảm giác an toàn, hay thay đổi dao động, họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì. Nhưng may mắn, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, vẫn có cuộc sống bình an khi về già. Con giáp này vốn dĩ cũng có phúc, có lộc. Khi mà gia đình hòa mục, cha mẹ thương yêu, thời còn nhỏ, họ học hành chăm chỉ cũng giành được không ít thành tựu. Là con ngoan, trò giỏi, tâm địa thiện lương chẳng suy nghĩ xấu xa độc ác với ai. Cuộc sống của người này an nhàn, tuổi già hưởng phúc,
chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Ý trời, cuộc đời kỳ lạ, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, suốt đời vất vả, bất ngờ từ 57 tới 70 tuổi, được hưởng lộc trời ban, may mắn bừng bừng, phúc lộc ùa về tới tấp, tiền quyển xếp ngập cửa nhà, phất lên sống cuộc đời giàu rực rỡ. Tiếp theo chương trình là những ngày sinh đại cát. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, người tuổi Thân sinh ngày mùng 1 âm lịch, mệnh cát tường, nam có tài năng thiên phú, nữ hiền lành, xinh đẹp. Cả hai đều có năng lực làm việc, có thể tự gây dựng sự nghiệp và phẩm chất đạo đức tốt. Người tuổi Thân sinh mùng 5 là người có thiên tính thông minh, bất luận là khả năng hay dũng khí đều mạnh mẽ hơn người, giỏi tùy cơ ứng biến, phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt với thời cuộc, có thể vượt qua sóng gió. Người tuổi Thân sinh ngày mùng 9, có đầu óc linh hoạt, ý chí cầu tiến và tham vọng mạnh, làm việc tới nơi tới chốn, thích hợp với công việc kinh doanh. Người này tính cách can trường, không lùi bước trước khó khăn, không ngại tranh đấu với người khác. Người tuổi Thân sinh mùng 10, nam nữ đều cát lợi, nam chủ khôi ngô nhanh nhẹn, nữ chủ thông minh xinh đẹp, tính cách trầm ổn, phóng khoáng, là người chính trực, thẳng thắn xử sự chân thành. Người tuổi Thân sinh ngày 14, mệnh mang đại cát phúc ấm tổ tiên, được sự giúp đỡ đắc lực của cha mẹ và quý nhân, một đời phú quý không cần lo lắng nhiều. Người tuổi Thân sinh ngày 25 là số tốt đẹp, có thiên hướng phát triển, có chí có tài, không hề nhàn hạ nhưng lại đắc lợi, mệnh có quan tinh, con đường quan lộ cực kỳ rộng mở. Người tuổi Thân sinh ngày 27, nam mệnh thông minh, giỏi tính toán, đầu óc linh hoạt, có khả năng kinh doanh, có khả năng làm giàu, nhất là từ trung niên, nữ mệnh thanh tú, tươi đẹp, ngoại hình có khí chất tao nhã. Người tuổi Thân sinh ngày 28 là người mang mệnh có quan tinh chiếu sáng, trời sinh giỏi lãnh đạo, công thành danh toại, có chức có quyền. Người này luôn có chí hướng tiên phong vượt lên trên người khác. Hai vận mệnh người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 57 tuổi tới năm 70 tuổi, mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968, bước sang năm 2024, tức là đã bước sang tuổi 57. Người tuổi Mậu Thân cũng không gặp phải vấn đề gì quá lớn lao trong năm. Mọi việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, giúp bản mệnh tránh được nhiều mối lo, thậm chí có nhiều thời gian để quan tâm hơn đến sức khỏe và những người thân yêu của mình. Phương diện sự nghiệp nhìn chung bình ổn, bạn là người có kinh nghiệm phong phú, nên có thể đưa ra được nhiều đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình. Năm nay, bản mệnh có cơ hội khẳng định vị thế của bản thân và nhận được sự tôn trọng, kính phục từ bạn bè, đồng nghiệp. Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhờ những khoản thăng chức, tăng lương hoặc nhờ những quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư. Bạn không cần phải quá bôn ba, vất vả mà vẫn thu được tiền ào ào về túi. Mối quan hệ vợ chồng, con cái nhìn chung yên bình. Khi mọi người biết hạ cái tôi xuống và đặt mình vào vị trí của người khác. Tuy nhiên, hãy cảnh giác trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện bằng cách giữ khoảng cách phù hợp với tất cả mọi người. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 bước sang năm 2025, tức là bước sang tuổi 58. Tử vi năm 2025, tuổi Mậu Thân 1968 khá thuận lợi, cuộc sống vào guồng ổn định, yên vui tận hưởng thành quả mà tuổi trẻ đã nỗ lực, vận quý nhân vượng. Công việc làm ăn suôn sẻ, gặp khó sẽ được trợ giúp kịp thời. Mọi việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, giúp bản mệnh tránh được nhiều mối lo, thậm chí có nhiều thời gian để quan tâm hơn đến sức khỏe và những người thân yêu của mình. Phương diện sự nghiệp nhìn chung bình ổn, bạn là người có kinh nghiệm phong phú, nên có thể đưa ra được nhiều đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình. Năm 2025, bản mệnh có cơ hội khẳng định vị thế của bản thân và nhận được sự tôn trọng,
kính phục từ bạn bè, đồng nghiệp, tình hình tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhờ những khoản thăng chức, tăng lương hoặc nhờ những quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư. Đường số không cần phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được tiền về, tình trạng sức khỏe được cải thiện đáng kể. Ra đạo cũng thêm phần hài hòa, có hỷ sự trong nhà, như cưới hỏi hay thêm con cháu. Có điều, đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là tai nạn về đường sông nước. Ngoài ra chú ý vấn đề ăn uống, tránh nguy cơ bị ngộ độc. Mối quan hệ vợ chồng, con cái nhìn chung yên bình, khi mọi người biết hạ cái tôi xuống và đặt mình vào vị trí của người khác. Bước vào năm 2026, mệnh chủ Mậu Thân đã 59 tuổi, có vận sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một, nếu bạn đã nghỉ hưu thì sẽ có cơ hội đón nhận công việc mới. Hai, nếu bạn còn đang làm việc thì nên tập trung vào nghề chính của mình. Bởi khi thương quan vượng ấn, nó chỉ cho người này lựa chọn vào một ngành nghề. Nếu ngành chính thành công, thì nghề phụ thất bại. Nếu nghề phụ vượng, thì nghề chính lụi. Nó nhắc nhở người này không nên quá tham lam và phải biết bằng lòng viết. Hiện tại, mệnh chủ có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt. Tuy vậy, vận trình của bạn là hung cát cùng tồn tại, nên có thể thất bại của người thân, người lớn tuổi trong nhà sẽ khiến bạn phải đứng ra gánh vác. Điều này báo hiệu một năm hao tiền tốn của, nhưng tiền thu về vẫn có. Trong năm, bạn khó mà tránh khỏi họa khẩu thiệt, nghĩa là họa từ miệng. Người này khẩu xà tâm Phật, nên dễ bị người khác hiểu nhầm, tự mình làm xấu đi hình ảnh của mình. Với người thân, bạn bè, người này nên giữ khẩu đức, không nên buông lời miệt thị, dèm pha nói xấu, gây thị phi tổn thương người khác. Ngoài ra, cũng không nên quá khắt khe với người lớn tuổi trong nhà. Mâu thuẫn với người già chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, đã bước sang giai đoạn tuổi cần phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Giai đoạn từ 60 đến 65 tuổi được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to, gió lớn. Dường như bạn chưa tìm ra được hướng đi mới để bứt phá, nên chỉ có thể tiếp tục những công việc đã quá quen thuộc từ trước tới nay. Về công việc, đường số cần chú ý tập trung làm cho nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ là ở cả những công việc mình đã quen tay. Trong quá trình trao đổi hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn nếu khăng khăng làm theo ý mình, bạn dễ vướng phải các lỗi sai. Về tiền bạc chưa có gì thay đổi đáng kể. Bạn chủ yếu duy trì được các mối nguồn thu của mình, nhưng nếu không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi nếu so sánh với các đối thủ. Hơn nữa, giai đoạn này có thể xảy ra sự cố bất ngờ, cần dùng đến tiền, khuyên con giáp này nên tiêu xài đúng mực. Chú ý để dành một khoản tiết kiệm phòng khi khẩn cấp, chăm lo cho sức khỏe, vợ chồng nên gắn kết yêu thương, hạn chế xích mích không đáng có. Giai đoạn từ năm 66 đến 70 tuổi, mệnh chủ Mậu Thân giờ là lúc an hưởng tuổi già. Nếu làm kinh doanh thì phương diện công việc khó khăn, áp lực tinh thần lớn hơn trước. Mệnh chủ có thể vướng vào rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục do hung tinh tác động, đồng thời có điềm tiểu nhân đeo bám, thị phi bủa vây, thương trường như chiến trường, cạnh tranh khốc liệt, cơ hội việc làm vốn đã ít, nay lại càng khó khăn hơn. Sau những năm tháng nỗ lực phấn đấu, thì nay là lúc phương diện tài lộc dồi dào. Có khi chính tài đưa mệnh chủ về nguồn thu nhập, lương hưu tăng lên, chưa tới mức đột phá, nhưng cũng đủ giúp tinh thần vững vàng. Người kinh doanh buôn bán cũng đạt mức doanh thu mong đợi, lại có tử vi đại cát tinh soi chiếu, mang tới vận quý nhân vượng. Được người quyền thế giúp sức như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa, miễn là đương số nỗ lực và kiên trì tới cùng, mọi sự cũng thành được 7 đến 8 phần. 3. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, sinh năm 1968, Mậu Thân hợp con số nào? Năm hợp các số 9, 8, 5, 2, nữ hợp các số 7, 1, 6. Sinh năm 1968, Mậu Thân hợp hướng nào? Nam mạng,
hướng đông, đông bắc, sinh khí, tây bắc, phúc đức, tây, thiên y, tây nam, phục vị, hướng không hợp, bắc, tuyệt mệnh, đông nam, ngũ quỷ, đông, họa hại, nam, lục sát, nữ mạng, hướng hợp, đông nam, sinh khí, nam, phúc đức, đông, thiên y, bắc, phục vị, hướng không hợp, tây nam, tuyệt mệnh, đông bắc, ngũ quỷ, tây, họa hại, tây bắc, lục sát. Sinh năm 1968, mậu thân hợp tuổi nào? Nam mạng trong làm ăn hợp, kỷ dậu, quý sửu, ất mão, tuổi kỵ, tân hợi và quý hợi. Nữ mạng trong làm ăn hợp, quý sửu, ất mão, kỷ dậu, tuổi kỵ, tân hợi và quý hợi. Vật phẩm phong thủy giúp tuổi mậu thân 1968 thu hút tài lộc. Các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy mà bạn có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho tuổi mậu thân 1968. Gậy như ý. Gậy như ý với vóc dáng thon gọn và chắc chắn, tượng trưng cho sự định hướng và quyết tâm trong việc đạt được mục tiêu. Với người tuổi mậu thân, gậy như ý có thể tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ trong sự nghiệp và cuộc sống. Hình ảnh gậy thể hiện quyền lực và sự thống trị, giúp những người này có khả năng lãnh đạo và định hướng trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, gậy như ý còn mang đến ý nghĩa về may mắn và thịnh vượng, với ý nghĩa là vật phẩm phong thủy tốt nhất cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Quyền trượng không chỉ mang lại sự uy tín, mà còn tạo ra một môi trường tương thích cho sự phát triển và thăng tiến. Khi bạn đặt quyền trượng trong không gian của mình, bạn đang tạo ra một dòng năng lượng tích cực, giúp bạn tận dụng tối đa khả năng lãnh đạo và quản lý của mình. Phật bản mệnh, Đại Nhật Như Lai là hình ảnh của Đức Phật, thể hiện sự thanh tịnh và sự giác ngộ cao quý với tuổi mậu thân. Việc có tượng Phật bản mệnh trong nhà làm tăng cường tinh thần yên bình và lạc quan. Đức Phật là biểu tượng của lòng từ bi, giúp người này luôn duy trì tính thiện lành và lòng nhân ái đối với mọi người xung quanh. Đại Nhật Như Lai thể hiện sự khai sáng và trí tuệ, giúp người tuổi mậu thân truyền tải tinh thần tĩnh lặng, tập trung tinh thần và thúc đẩy sự phát triển tư duy. Cây tài lộc thể hiện sự phát triển và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và thành công trong mọi khía cạnh. Với tuổi mậu thân, cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ, sức sống thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi mậu thân. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng, giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có, màu sắc may mắn. Đối với tuổi mậu thân 1968, theo ngũ hành phong thủy tương sinh, tương khắc, thì người sinh năm 1968 thuộc mệnh thổ, nên có màu bản mệnh là vàng sẫm, nâu đất là hành thổ, và hỏa sinh thổ, nên màu tương sinh là màu đỏ, hồng, cam, tím. Màu kiên kỵ của hành thổ là hành mộc, với các màu xanh nõn chuối, xanh lá cây. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Ý trời, cuộc đời kỳ lạ, người tuổi mậu thân, sinh năm 1968, suốt đời vất vả, bất ngờ từ 57 tới 70 tuổi. Được hưởng lộc trời ban, may mắn bừng bừng, phúc lộc ùa về tới tấp, tiền quyển xếp ngập cửa nhà, phất lên sống cuộc đời giàu rực rỡ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm
và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.